Hi, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng inbox một cái hộp đồ mà ở ngoài miền Bắc Thái Nguyên người ta gửi vô tặng mình nha các bạn. Này, chỉ khoe cho các bạn xem thôi nha. Hàng này hơi bị chất đây. Con này các bạn có biết là con gì không? Biết mình thích nuôi bò sát nên bạn mình gửi tặng cho một hộp nha các bạn. Đấy. Rất là đẹp nha. Nghe đồn đó là con cá cóc Tam Đảo gì đó. Mấy bé mà là đuôi nó bình thường vậy là hình cái nha. Còn con đực nó sẽ có đuôi màu trắng. Mình sẽ kiểm tra các bé còn sống khỏe không. Gửi từ Thái Nguyên vô đó nha các bạn. Rất là xa mà vẫn sống khỏe. Đây. Mình sẽ set up một cái hồ đặc biệt cho mấy bé này nữa. Các bạn nhớ đón xem trong các clip sau nhé. Đây, bé có cái đuôi vạch này là bé đực nha các bạn. Dòng này dòng nuôi bán cạn giống như cù tay đỏ. Đây. Nhìn mặt nó ngố ngố giống khủng long số sừng chứ. Khi để trên đất nó sẽ bò như vậy nha các bạn. Đấy. Khá là hấp dẫn đây. Các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh YouTube của UBS Shop nha. Có nhiều bé lạ lắm nha các bạn. Bye bye, xin chào, gặp lại các bạn trong các clip sau.